chiến đấu không ngừng, tiến mau xa xa trường, tiến lên cùng tiến lên, nước non Việt Nam ta vững bền. Trận chung kết, trận bán kết 2, ngày 19 tháng 5 2022. Đây hàng, đây hàng đi ngày 19 tháng 5 2022, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Cối 100 lít đi Hà Giang các bạn nhé. Đây hàng đóng xong rồi đây. Như này thì cực kỳ đảm bảo luôn. Đi hàng đi quá yên tâm luôn. Đấy, đóng như này mà quá chắc chắn luôn. Các bạn lên, bạn chỉ việc lắp vào đây là xong thôi. Đấy, bạn nào mua thì alo nhá, máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang nhá. Rất nhiều, cối 30 lít và cối 100 lít. Cối 30 lít, cối 100 lít rất nhiều. Hàng đóng đi cẩn thận. Chỉ cần ship tiền đặt cọc là hàng lên đường ngay. Nhận hàng các bạn thanh toán nốt tiền. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nhé. Để em tiếp tục xem bóng đá đây. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.